Thưa quý vị, liên quan đến hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino không chỉ ảnh hưởng ở khu vực miền Nam Việt Nam mà một số nơi trên thế giới cũng bị ảnh hưởng và thông tin chi tiết sẽ được đề cập đến trong phần tin quốc tế. Còn bây giờ mời quý vị đến với thông tin tiếp theo là hôm nay giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 1 triệu đồng một lượng lên mức kỷ lục là 83,5 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế thì giá vàng cũng thiết lập đỉnh cao mới do lực cầu tăng mạnh. Tại các cửa hàng kinh doanh vàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì lượng người dân tới giao dịch vì thế mà cũng đông hơn. Ghi nhận ở các cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách ra vào tấp nập, trong đó vàng nhẫn là mặt hàng được nhiều người giao dịch nhất. Có mua cũng có bán, mình đổi cái lấy cái cũ bán đi thì mua cái mới. Trang sức thì đó, mua nhẫn, mua dây chuyền, mua đai bông cứ thay đổi hoài. Tại cửa hàng kinh doanh vàng này, một số khung giờ cao điểm, lượng khách đến phải chen chân để có thể giao dịch. Em có tiền là mua chị ơi, mua em đeo rồi chứ em có bán. Công ty Doji tăng giá bán vàng nhẫn lên mức 75,4 triệu đồng một lượng, mua vào ở mức 73,9 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới quanh mức 2.346 đô la Mỹ trên một ao. Theo đà tăng của thế giới, giá vàng SJC tăng hơn 1 triệu đồng cả hai chiều, lên mức kỷ lục 83,5 triệu đồng một lượng. Tính từ hôm qua, 8 tháng 4 đến thời điểm này, vàng SJC đã tăng thêm hơn 2 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, đợt tăng giá vàng hiện nay được thúc đẩy bởi sự mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ của họ trước những rủi ro địa chính trị, lạm phát và sự mất giá của đồng đô la Mỹ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 4, Công an quận 1 đang phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, trú ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, để làm rõ động cơ, mục đích khi dụ dỗ đưa hai cháu bé từ phố đi bộ Nguyễn Huệ về căn hộ ở Bình Thạnh. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết về động cơ, mục đích của Vi khi thực hiện với hai cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ. Bước đầu, cơ quan điều tra khẳng định mục đích của nghi phạm là mục đích không tốt. Qua điều tra khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 4, nghi can Phạm Huỳnh Nhật Vi đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nên dụ dỗ hai cháu bằng tiền, bánh kẹo đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Sài Gòn Bên, phường 22, quận Bình Thạnh. Sau khi đưa hai bé về nhà, Vi tiếp tục dụ dỗ, ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình. Tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục trải qua chuỗi hàng chục ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày qua luôn đạt ngưỡng là từ 36 đến 37 độ C. Thế nhưng nhiệt độ thực tế bên ngoài lều khí tượng có khi đo được là lên đến 43 độ C, gây cảm giác oi bức khó chịu khiến cho đời sống và sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Thưa quý vị, đã là gần 2 tháng kể từ khi mà nắng nóng đầu năm nay xuất hiện và ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Và càng ngày thì nhiệt độ cũng như là sự gay gắt của nắng nóng càng gia tăng, cũng tỷ lệ thuận với những khó khăn trở ngại trong công việc thường ngày của người dân. Buổi trưa này là ngồi nằm ngủ thôi, nghỉ ngơi thôi, mát thôi, ít ca kêu lắm, một mũi kêu giỏi lắm, một cuốc hai cuốc là cao. Không chỉ ông Phước mà mọi người dân đều mong muốn thời tiết trở nên dễ chịu hơn để thuận lợi hơn cho đời sống hàng ngày. Tuy vậy, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài, thậm chí gay gắt hơn. Sang tháng 4 chúng tôi nhận định cũng sẽ có ngày mà cái nhiệt độ ở một số tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể lên tới 39 độ C và thậm chí trên 39 độ C. Sang tháng 5 thì cũng vẫn còn những ngày có nắng nóng và đặc biệt là sang tháng cuối tháng 4 sang tháng 5 thì miền Tây sẽ xảy ra cái nắng nóng diện rộng hơn. Cũng theo dự báo, thời kỳ bắt đầu mùa mưa sẽ rơi vào khoảng tầm giữa tháng 5 khi hiện tượng El Nino dần suy yếu và chuyển pha sang La Nina. Khi đó nắng nóng mới thu hẹp dần và chấm dứt. Thưa quý vị, trong chuyên mục Alo cử tri phương Nam ngày 15 tháng 2 vừa qua, truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng có phản ánh bức xúc của hàng trăm hộ dân vì bỗng nhiên bị mất đất do ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường U Minh Khánh Hội thuộc địa bàn huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và mong muốn được đối thoại cùng với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức buổi đối thoại với người dân về vấn đề này. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin mời anh Chí Điển ạ. Hiện nay tôi đang có mặt trên tuyến đường U Minh Khánh Hội. Mặc dù Ủy ban tỉnh Cà Mau đã có phương án hỗ trợ đối với phần đất kinh sáng lò xe, tuy nhiên là nhiều hộ dân vẫn chưa đồng tình. Người dân cho rằng thì đối với phần đất này thì phải bồi thường. Tại buổi đối thoại, hầu hết các ý kiến của người dân bức xúc xung quanh việc không bồi thường phần đất kinh sáng nằm dọc theo tuyến đường U Minh Khánh Hội. Người dân cho rằng từ khi tuyến đường hình thành đến nay, phần đất này do người dân sử dụng. Giấy quyết định thu hồi đất
của nhân dân chúng tôi không có. Trong khi phần đất tôi đang sử dụng là được quyền nhà nước cấp quyền sử dụng cho nhân dân chúng tôi. Là tức là có quyền của tôi. Nhưng mà anh đi nói vậy thì cũng tội nghiệp cho tôi. Dân chỉ có là bày tỏ cái yêu cầu bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà chính quyền không giải đáp được, không đưa ra bất cứ một bằng chứng lớn và hiện đại nhất của tập đoàn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Dự án được xây dựng trên diện tích 20 hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 300 triệu đô la Mỹ, công suất 800 triệu lít một năm. Đặc biệt, dự án sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ sinh khối thay thế nhiên liệu hóa thạch, ứng dụng công nghệ tối ưu giúp tiết kiệm tài nguyên, hướng tới mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, cộng hưởng hiệu quả với các chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững của Long An nói riêng, Việt Nam nói chung, nhằm hiện thực hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải ròng về không đến năm 2050. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, nhà máy Suntory PepsiCo Long An là một trong những dự án đầu tư nước ngoài FDI lớn trên địa bàn tỉnh, kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Long An cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tôi trân trọng và đề nghị tỉnh Long An tiếp tục chỉ đạo sát sao các sở, ban, ngành và chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Thạnh, công ty nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam thực hiện dự án theo nội dung đã được giấy chứng nhận đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức trao giấy phép đầu tư tại Long An cho công ty Suntory PepsiCo Việt Nam, qua đó khẳng định môi trường đầu tư của tỉnh đang thật sự hấp dẫn và từng bước đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư lớn mang thương hiệu tầm cỡ quốc tế. Tại Long An, Suntory PepsiCo và các nhà đầu tư sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thành công với các dự án của mình. Chúng tôi cam kết sự công khai minh bạch sẽ được tăng cường, tính kỷ luật kỷ cương và siết chặt và công tác kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện thường xuyên. Dịp này, lãnh đạo công ty Suntory PepsiCo Việt Nam trao bằng tượng trưng kinh phí 500 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch cho trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Trước đó, năm 2023, công ty tổ chức trồng 6.000 cây xanh ở huyện Đức Hòa nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giảm tác hại của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn gạo, trị giá vào khoảng là 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do các thị trường chính như Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Ghana, Malaysia, Singapore đều tăng cường mua hàng từ Việt Nam. Đặc biệt, hàng Việt luôn chiếm áp đảo trong các cuộc đấu giá gạo quý 1 của Philippines. Tuy tăng cường mua hàng từ Việt Nam, các quốc gia cũng đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời có những chương trình hỗ trợ để nông dân trong nước tự trồng trọt nhằm giảm phụ thuộc vào Việt Nam. Do đó, Bộ khuyến cáo các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng hàng Việt, tăng mức cạnh tranh trên thế giới. Thưa quý vị, một thông tin cảnh giác. Ngày 9 tháng 4, Công an Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Kịch, 60 tuổi, ngụ ở xã Hòa Hưng, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang để điều tra về hành vi bẫy chuột gây chết người. Tại cơ quan công an, thì ông Kịch khai nhận do ruộng lúa của gia đình thường xuyên bị chuột cắn phá cho nên chiều tối ngày 7 tháng 4, ông đã dùng dây dẫn điện bao quanh ruộng lúa rồi đấu nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt 220V để bẫy chuột. Sau đó thì ông ngồi cảnh giới. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Văn Công Vũ Linh, 20 tuổi, ngụ cùng địa phương đi ngang ruộng lúa của ông Kịch. Do bất cẩn, anh Linh đã té xuống ruộng lúa và chạm vào dây điện. Mặc dù ông Kịch phát hiện và chạy vào nhà cúp cầu giao điện ngay lập tức, tuy nhiên anh Linh đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Và đây không phải lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra những vụ án đau lòng liên quan đến việc bẫy chuột bằng điện. Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo, tuy nhiên nhiều người dân vẫn sử dụng phương thức nguy hiểm này để bẫy chuột. Thưa quý vị, dọc quốc lộ 91 đoạn đi qua huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có một khu vườn rộng hơn 2 hecta. Điều thú vị là ở khu vườn này, hễ cứ mỗi chiều tà thì sẽ có hàng ngàn con chim cò bay về trú ngụ. Chúng làm tổ rồi sinh con đẻ cái nơi đây, ngót nghét cũng đã hơn 20 năm. Mặc dù khu vườn nằm dọc quốc lộ đông đúc xe cộ nhất ở An Giang, thế nhưng tiếng ồn lẫn khói bụi cũng không thể cản được hàng ngàn con chim cò về đây trú ngụ. Cò ở đây nó nhiều loại lắm, 2-3 loại đó. Còn cọc nó nói về đây thôi, chứ lúc trước là cò trắng không à. Số lượng nó về đây lúc trước á, nó về đây rất đông, nói chuyện không có nghe. Sáng chúng bay đi kiếm ăn, chiều lại về tổ, tiếng chim kêu vang cả một góc trời. Cứ như vậy đều đặn 20 năm nay. Tuy ồn ào và có phần mất vệ sinh vì phân chim, nhưng người giữ vườn không cho đó là phiền hà. Tôi không có đuổi. Ai đuổi tôi cự, tôi la. Cái hầm á, hai bên cái hầm tôi cũng không tác luôn.
chứ cò lại có gì là lại dễ nó ăn cá con cái đồ chiều nó chim cò đồ về đó mình vui vẻ đó. Thấy mình vui với ngồi dòm nó cũng vui vậy. Người giữ vườn cho biết lúc khỏe mạnh ông thường rảo quanh khu vườn để quan sát bảo vệ đàn chim trời. Mấy năm nay sức khỏe yếu nên chuyện trông giữ đàn chim cũng gặp nhiều khó khăn, vì thế một số người lẻn vào bắt chim cò đem bán. Trải qua thăng trầm, đàn chim vẫn bay về đây mỗi buổi chiều tà, nhưng số lượng không còn nhiều như trước. Mà cái này nó về ít rồi, chứ hồi lần nó về là không có chỗ đậu, chiều nó về là không có chỗ nó đậu á. Bây giờ thì nhờ chính quyền ông can thiệp được, ông để mấy tấm bảng nó không dài là đỡ. Khu vườn có nhiều cây tạp, nhưng phần lớn là cây tràm và một số cây xanh cổ thụ. Dưới tán cây cao, đàn chim líu lo hót và vô tư chơi đùa, mặc cho cách đó khoảng vài mét là cảnh xe cộ tấp nập qua lại.